Chào mừng bạn đến với lộ trình kiến tạo vóc dáng. Nếu như bạn đang gặp tình trạng thừa cân, béo bụng hay đau lưng, đau khớp gối do tình trạng thừa cân gây nên mà vẫn đang loay hoay chưa biết phương pháp ăn uống hay tập luyện để có một chiếc eo thon bụng phẳng như mong muốn thì đây là chương trình dành cho bạn. Hầu hết mọi người đang có những kiến thức sai lầm về giảm cân như nhịn ăn cực khổ, tập luyện nhiều giờ hay cắt bỏ tinh bột, và đây đều là những sai lầm đang hủy hoại sức khỏe của bạn cũng như ngăn cản bạn sở hữu một cơ thể vóc dáng thon gọn như mong muốn. Chị em cần phải hiểu rằng để giảm cân hiệu quả, việc lựa chọn đúng các loại thực phẩm cũng như kiểm soát lượng calo mà cơ thể cần mới là yếu tố quan trọng. Và đây chính là lý do Hoàng Uyên xây dựng lộ trình kiến tạo vóc dáng để giúp chị em sở hữu một cơ thể săn chắc và khỏe đẹp hơn. Bạn sẽ được Uyên thiết kế thực đơn dành riêng cho mình dựa trên các chỉ số cơ thể, chiều cao, cân nặng, độ tuổi cũng như tình trạng cơ thể hiện tại của mình. Có nhiều người nói với Uyên rằng trên mạng có rất nhiều thực đơn được chia sẻ miễn phí, nhưng chị em cần phải hiểu rằng không có thực đơn nào phù hợp cho tất cả mọi người. Mỗi chúng ta sẽ có chiều cao, cân nặng, tình trạng cơ thể và bệnh lý khác nhau, thậm chí là mục tiêu khác nhau. Vì vậy, mỗi người sẽ cần có một thực đơn khác nhau nhé. Thực đơn sẽ được Uyên thiết kế đa dạng và phong phú, phá tan nỗi lo phải kiêng kem kham khổ. Đến với Uyên, chắc chắn chị sẽ được ăn no, ăn ngon. Và sau mỗi tuần, Uyên sẽ xin lại chỉ số cơ thể của chị, hình ảnh cơ thể để Uyên có thể lên lại thực đơn tuần mới và giúp chị không bị chững cân cũng như giảm mỡ bụng một cách hiệu quả nhất. Và đặc biệt, đây không chỉ đơn thuần là một lộ trình giảm cân mà Uyên muốn giúp bạn kiến tạo một cơ thể thon gọn và khỏe đẹp một cách bền vững nhất. Trong hơn 5 năm qua, đã có hàng nghìn chị em tham gia và thay đổi. Bây giờ, đến lượt bạn. Nhấn vào đường link bên dưới hoặc để lại bình luận, Uyên sẽ tư vấn ngay cho bạn. Hãy tham gia cùng Uyên để lấy lại vóc dáng xứng đáng thuộc về mình.